Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, face. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size 2, but I can shake it like I'm supposed to do. Cause I got that boom boom that all the boys chase, and all the right junk in all the right places. Chúng tàu tưởng là các bạn bị sự cố. Là cả ban giám khảo nó chết rồi. Chết rồi, nhưng mà không, cái đó là giống như là tập và chưa có mặc đồ, không có chuẩn bị cho nên là dễ bị, phải không? Không có tập trung đúng không? Các bạn có những cái diễn xuất rồi. Nói chung là có đầu tư. Có đầu tư. Đó. Có đầu tư và có đầu tư đồ mới. Có giải thưởng 10 triệu tuần rồi. Lần này 10 triệu nữa đầu tư nữa. Cái cảm xúc của tôi từ tuần trước đối với các bạn là đúng, có nghĩa tôi rất khâm phục cái ý chí của các bạn. Và một câu cuối cùng tôi muốn nói với các bạn rằng các bạn không phải dạng vừa đâu. Như chị Hồng Vân nói là không phải dạng vừa đâu, nhưng còn nhân vật này cũng không phải dạng vừa đâu. Bạn có thật sai. Chưa lên coi.
Nào bây giờ chú giờ ấm nắp cả nhà. Rồi hủ không? Chú đập đi. Đập lên đi. Đừng nói tôi lấy con trăng ra nữa nha. Không có. Cái này hay lắm. Hả? Lắm. Hay lắm. Hả? Cái này hay lắm. Cái này hay lắm. Hay lắm. Không lắm, trăng. Không trăng không? Không. Đập đi, đập đi. Đập hả? Ờ đập thì được, tưởng gì. Mở con mở đi. Con thì con lừa chú quay. Ừ, cái gì ảo thuật là mình biết là tạo cái ảo giác cho khán giả đó, là mình biết hết á. Nhưng mà ở đây là bé làm cho một cho mình cảm thấy rất hấp dẫn, đúng không? Mình biết ở trong đó là nhét nhồi nhét cái động á, rồi đấy là từ từ biết hết á. Nhưng mà cái cách thể hiện của bé, cái cách thể hiện của bé rất hồn nhiên, rất tự tin và gây một cái không khí rất là sôi động. Đó mới đúng là cái thành công của bé ngày hôm nay, đúng không quý vị? Ở bữa nay chúng ta thấy rõ ràng á, là hai cái đội thi này á đều có tài hết. Nhưng một cái đội của các anh chị á là một cái tài bằng một sự khổ luyện, sự kiên trì, sự đoàn kết. Còn ở đây chúng ta thấy ở bé, bé tên gì cô quên này? Đăng Khoa. Bé Đăng Khoa là một cái tài năng thiên bẩm. Tại vì á, cái lứa tuổi của bé mà bé làm ảo thuật á, giống như là vẫn chơi vậy. Không có gì căng thẳng, không có cái gì gọi là phải chuẩn bị. Giống như là bé giống như là sinh ra để làm ảo thuật. Trời ơi, cô Vân mong là một thời gian nữa thôi, ở thành phố mình sẽ có một nhà ảo thuật đại tài. Chúng ta vừa xem phần biểu diễn của đội Wifan cũng như bé Đăng Khoa. Tôi nghĩ rằng hôm nay là ban giám khảo mới là những người rất là khó. Nếu như ngày hôm nay đội Đăng Khoa chiến thắng thì con sẽ nhận được 10 triệu đồng và cái cúp. Còn nếu như con không chiến thắng thì cái cúp này thuộc vẫn còn thuộc về đội Wifan và con được 5 triệu đồng. Và bây giờ chúng ta sẽ có số điểm từ ban giám khảo chuyên môn. Số điểm dành cho đội Wifan bắt đầu. 10 và 9. Và bây giờ chúng ta sẽ hồi hộp chờ đợi số điểm từ ban giám khảo chuyên môn dành cho bé Đăng Khoa để xem cúp vô địch tuần này sẽ thuộc về ai. Số điểm bắt đầu. 10 9 10 10. Chúng ta sẽ đến với số điểm từ ban giám khảo khán giả để quyết định đội nào sẽ nhận cúp vô địch đây. Đầu tiên sẽ là đội Wifan, cột đỏ hay cột xanh? Số điểm bắt đầu. 80% khán giả bình chọn cho Wifan. Số điểm dành cho bé Đăng Khoa bắt đầu. 아, khán giả đã nghiêng về đội Wifan. Chúc mừng Wifan. Cúp vô địch tuần này vẫn thuộc về các bạn. Con thì có 5 triệu. Tóc luôn rồi. À, chú Linh nói con thế này nè. Hôm nay con hay lắm, con dễ thương lắm, nhưng mà nó thiếu chút xíu gì đó. Và bây giờ xin mời nghệ sĩ Dân Hồng Vân sẽ lên chào chức vô địch tuần này cho Wifan. Thưa quý vị và các bạn thân mến, chương trình Bạn Có Thực Tài do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty MC thực hiện với sự tài trợ của nhãn hàng sữa Lớp Infam. Đến đây xin phép được tạm dừng. Hẹn gặp lại tuần sau. Xin chào. Chương trình do công ty MCV và Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp thực hiện.